sau status so sánh thành tích trending YouTube với BTS gặp nhiều phản ứng trái chiều. Vinro FAPTV chia sẻ thêm một dòng trạng thái đính chính nhưng không quên cà khịa fan của BTS. Cụ thể, hai ngày sau khi sản phẩm Cơm Ngồi tập 215, mỗi khi em cười của nhóm hài FAPTV được phát hành trên YouTube, video này đã leo lên 4 trending với số lượt xem hơn 3,5 triệu. Để ăn mừng thành tích ấn tượng cũng như một lời động viên bản thân phải cố gắng hơn, Vinro đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái Top 4 thịnh hành. Chắc không chơi lại mấy anh BTS đâu, nhóm BTS đang đứng một trending YouTube Việt Nam với MV On. Ngay lập tức dòng chia sẻ này đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều fan BTS cho rằng, Vinro đang cố ý nhắc tên BTS để so sánh kèm gây sự chú ý. Việc một người nổi tiếng như Vinro so sánh với một nhóm nhạc tầm cỡ châu lục như BTS là điều không nên. Trong khi đó một số khác lại cho rằng, đây chỉ là sự so sánh bình thường để anh chàng động viên bản thân cùng nhóm hài FAPTV phải cố gắng đạt được thành công như BTS. Vinro cũng khẳng định rằng, anh nhắc đến BTS với tâm thế đề cao thành tích của nhóm, chứ không hề có ý chỉ tiêu cực hay cà khịa. Dòng trạng thái Vinro chia sẻ bị cho có ý so sánh thành tích với nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Ý kiến của fan BTS cho rằng việc so sánh của Vinro là hoàn toàn không nên. Trong khi Vinro lại đáp trả mình đang nghĩ theo hướng tại sao BTS lại hay đến vậy. Trong khi đó lại có ý kiến bênh vực Vinro và cho rằng, các bạn fan BTS đang quá nhạy cảm và đổ thừa cho Vinro bú phên. BTS sau hàng loạt ý kiến trái chiều, với tốc độ chia sẻ chóng mặt lên đến hơn 2.000 lượt, Vinro đã buộc phải lên tiếng đính chính. Anh chia sẻ muốn đề cao BTS cũng bị nói, đồng thời khẳng định, BTS bị ghét đa số là nhờ fan. Cùng với đó, thành viên của FAPTV cũng cho biết từ nay làm gì sẽ né BTS ra cho lành. Dòng trạng thái đính chính hiện cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỉ sau một tiếng đồng hồ đăng tải đã thu về 2.700 lượt chia sẻ và 19.000 lượt like. Đồng thời sản phẩm Cơm Ngồi tập 215, mỗi khi em cười, đã tăng gần 3.000 dislike sau khi BTS bị nhắc tên. Video liên quan hiện tại vụ việc này vẫn đang gây tranh cãi trên trang cá nhân của Vinro mà chưa có hồi kết. TN, theo thế giới trẻ Let's Blog X, Oi.